Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là một cái video clip em làm về tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà có thể nói hàng sáu mà các chị nhắn tin mà hỏi tại sao không làm có thể là nhiều nhất ở trong cái hàng sáu. Thì em nói vui, chắc là năm vừa rồi, 3 năm vừa rồi tam tai các chị này chắc cũng khó khăn nhiều điều, gặp trắc trở rối rắm mọi chuyện, cho nên là muốn biết cái này, sau khi tam tai mình thôi mình nó được cái gì hấp dẫn hay không. Thì nói chung á là với người mà tuổi Bính Ngọ của các chị á, thì về số mệnh á, tổng thể của năm á, thì tốt hơn là Bính Ngọ Nam Mạng. Tuy nhiên á, là như các chị tuổi Bính Ngọ cũng biết á, thì các chị á, là với cái tuổi á, là tuổi Ngọ, tỵ Ngọ là hỏa nhưng mạng là mạng thủy, thì gọi là tuổi mạng tương khắc, bản thân thiên can là khắc địa chi. Thiên can với địa chi thì là cùng là hỏa, cho nên nó là dù là người mệnh thủy nhưng mà các chị cũng là thuộc dạng không phải là dạng vừa đâu, nóng nảy cũng như người ta. Với cái tuổi mà của các chị á, thì người ta nói rằng là do tuổi mạng tương khắc, cuộc sống phải chịu thăng trầm, thường là phải xa, càng xa gia đạo thì mới xa gia đình cha mẹ thì mới thành công to lớn. Nếu thuận sanh vào ban đêm á, mùa thu với mùa đông á, thì đỡ vất vả, thậm chí là có cuộc sống đầy đủ, an nhàn, gia đình hạnh phúc, không có bị trắc trở nhiều trong cuộc sống. Nghịch sanh mà lỗi số vào mùa xuân và mùa hạ, nhất là loại ban ngày á, thì thật sự là vất vả, gian nan, duyên tình cũng khó trọn vẹn. Dù cho các chị là đặc biệt đó là các chị gọi là số cũng giống như các anh đó là thuộc là một trong những cái con giáp, những cái tuổi tuổi Ngọ không được thuận số. Tuy nhiên là bản thân của tuổi Ngọ đã là một cái tuổi khổ rồi, người ta nói làm như trâu như ngựa rồi, đi nhiều. Nhưng mà như các anh nam thì tuổi Bính Ngọ thì làm cái nghề vận tải hay là cái gì đó mà về có luân chuyển nhiều thì thành công. Chẳng lẽ mình phụ nữ mà không chịu ở gia đạo phải luân chuyển đi đây đi đó thì rõ ràng là một cái bất lợi. Tuy nhiên là các chị là người thành thật, đặc biệt là sôi nổi và nhiệt tình, thường là có cá tính, nhưng mà đặc biệt là các chị ở một cái điểm nữa là cái sự lạc quan ở trong con người của các chị, không hay hờn giận trách móc ai, cho nên nó là được nhiều người tin tưởng, thương mến, thực sự là chịu khó làm ăn, có ý chí cầu tiến, nhưng mà lại là người mệnh thủy mà. Tuy là thiên hà thủy này thì lại không có thích tranh danh đoạt lợi, tâm tính hiền lành, không như các anh nam cùng tuổi, các chị thì có tay cầm của hơn. Tuy là các chị có thể là cực thân rồi đó, nhưng mà tiền bạc các chị có thể tích lũy được, nhưng mà nam mạng thì tệ hơn nhiều, không có được ha. Các chị thuộc dạng là sự nghiệp tiến bền vững chắc chắn. Giai đoạn này thì đa phần các chị thì gọi là không quá lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, gia đạo cũng được các chị sắp xếp mọi thứ nó đâu vào đó rồi. Các chị là người giỏi sắp xếp bên ngoài và cũng không hề mà kém cạnh về ở bên trong. Tiếng nói của các chị thì tương đối là thuộc người mà Bính Ngọ thì dù là mệnh thủy nhưng mà họ không có mềm mỏng, nổi ăn nói chỉ lớn lao thì mới chịu, dù các chị vậy. Đa phần các chị á, tiền vận thì khó khăn bôn ba, thì đó thật sự ra mà nói thì không phải riêng gì cái tuổi Bính Ngọ này, mà cái giai đoạn của các chị mà rơi vào đẻ vào từ năm 62 cho tới năm cho tới năm 70 thì không thể nào mà không vất vả được. Bởi vì cái giai đoạn này là giai đoạn đất nước mình mới, sau đó các chị mà ở cái tuổi mà tiền vận thì đã đất nước mới kết thúc chiến tranh, thì các chị phải vất vả bôn ba, thì rõ ràng là không có thuận sanh ha. Cái đó là thời thế nè, do đã tạo cái tuổi mình như vậy. Trung vận thì tương đối êm ấm, vì các chị là như đã nói là các chị siêng làm cũng giỏi tính,
tuy vẫn có phần một ít sóng gió cho sự nghiệp không mấy thay đổi, ngoại trừ các chị mà gặp tình duyên bất ổn là các chị sinh nặng nhất là sinh vào mùa hạ. À, gặp chồng mà phá cũ ăn chơi thôi, thì phải chịu phần nào vất vả đổi thay mới bền vững. Nhờ có tấm lòng mà thương người á, các chị là người dễ động lòng đó. À, tuy là ồn ồn ào ào vậy đó, nhưng mà hả nghe hồi nghe là mũi lòng suy nghĩ lại ha. À, không có chịu được cái sự mà than vãn của người khác, sẵn lòng giúp đỡ mà không bù lại, nên là cái chính vì cái điều này là hậu vận cũng như là cái năm mà gặp tai nạn của các chị gặp khó khăn, đặc biệt là 3 năm tam tai vừa rồi, 26, 27, 28 thì các chị cũng không quá bị nặng nề, không chịu ảnh hưởng nhiều. Cho nên là nói là nhờ cái phúc mà hay tạo đó thì các chị có hậu vận được gọi là đầm ấm yên vui cùng gia đình. Nếu không giàu có thì tài lộc cũng không phải suy nghĩ. Nhờ cái tấm lòng của lương thiện của chị á, thì cùng là phần bính ngọ nhưng mà các chị không quá vất vả như các anh nam. Rõ ràng là có những cái mặt tích cực thật là nhiều ha. Như vậy đó là cái thiên tính của cũng như là cái vận hạn cả đời của người bính ngọ nữ mạng. Thì bây giờ là mình sẽ vận vào cái năm Kỷ Hợi 2019 này xem là cái vận hạn của các chị nó sẽ ra sao. Thì như đã biết thì các chị là mạng thiên hà thủy ở nước trên trời, dòng sông trên trời ha. Mạng thủy mà gặp năm mộc là sinh xuất, chủ xấu về hao tài và tổn kém sức khỏe. Mà khi mà bản mệnh bị sinh xuất á, thì các cái phúc tinh và tài tinh đó đôi phần bị ảnh hưởng, tạo ra những cái mà không tốt đẹp cho bổn mạng. Năm 2019 năm Kỷ Hợi á, thì các chị bị sao thủy diệu chiếu mạng. Thì người ta nói rằng sao thủy diệu á, là hay có chuyện buồn. Các chị mà gặp sao thủy diệu chiếu mạng á, thì không những có chuyện buồn về gia đạo, tình cảm và công việc, cũng như sẽ gặp nhiều điều bất ý, không có được như cái ý nguyện của mình. Còn đặc biệt cái sao thủy diệu này á, là nó rất dễ đem đến, nếu mà trong cung mệnh mà có tang môn ha, thì sẽ rất là dễ có tang ở trong gia đạo, đặc biệt là những người thân tín của các chị. Tuy nhiên là cái sao thủy diệu này nó cũng vô hành thủy, mà nếu như vậy thì đối với người mạng thủy thì cái sự tác hại của cái sao thủy diệu này nó cũng nhẹ nhàng. Cho nên là hy vọng rằng là mình mới chuyển mệnh từ 3 năm tam tai ra thì mình không còn phải dính vào đại tai. Hạn là toán tập, người ta nói hạn toán tập á, là trở ngại va vấp, và hạn toán tập là hạn của năm á, là có thể nói là hạn nhẹ chứ không có nặng. Với hạn toán tập á, thì người ta gọi là mưu sự thường gặp sự trở ngại va vấp ban đầu, không được tốt đẹp, tiền bạc á, thì phải tốn hao hơn cho cái việc đó. Hạn toán tập này á, thì cũng không quá nặng, dù có rối rắm bao nhiêu đi nữa thì đối với tuổi của các chị thì cũng dễ dàng xu thế thu xếp mà vượt qua. Cái hạn toán tập mình không có quá nghiêm trọng. Chủ về là bệnh tật là chủ yếu chứ không có phải mưu sự hay là về vật chất gì mà thất bại, cho nên là cần cũng không quan tâm lắm. Vận niên đó là vận niên khá tốt, đó là vận niên kê giáp viên gà về vườn. Là hình tượng mà con gà được thả trong vườn, báo hiệu một năm ăn uống đầy đủ thành công. Có tài lộc hoạn phát, được người khác giúp đỡ cho mà làm ăn biếu tặng, kinh doanh buôn bán thì thuận lợi. Đây là một cái điều rất là tích cực cho cái vận niên. Nếu như mà các chị muốn vượt lên hoặc là đi xa, xuất hành đi xa thì đều có lợi. Đó là những cái điều mà tích cực của cái vận niên kê giáp viên đem lại ha. Người ta nói là vận niên kê giáp viên á, thì gọi là cuộc sống tương đối đầy đủ, không có gì đáng lo ngại về mặt vật chất. Tại vì mình nhớ là con gà mà về vườn là ngon lành ha, ăn uống mình không cần phải suy nghĩ. Thiên can chữ bính gặp kỷ, như cũng như các anh thì thiên can bính gặp kỷ là bình hòa. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của bính là hỏa, nạp âm của ngũ hành của kỷ là thổ,
như cho nên là về mặt nạp âm ngũ hành nó là thiên can là về tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành. À, chủ về một năm công việc làm ăn đều bình thường, tiền bạc làm ra cũng đủ chi tiêu. À, gõ rõ ràng đó là với cái thiên can thì nó ảnh hưởng phần nhiều đến công việc và tài lộc, thì thiên can của các chị rõ ràng là không có gì kiêng kỵ. Tuy nhiên cũng không phải là cái thiên can gọi là tương hợp. Địa chi á, ngọ gặp hợi, người ta gọi là tứ tuyệt. Chủ về một năm công việc làm ăn đều không đem lại thành công trong năm, thì về mặt tứ tuyệt thì về địa chi, cái cột mà về địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái gia đạo và các mối quan hệ, thậm chí là gia đình của mình. Mà ngọ thì là hỏa, hợi là thủy nữa, nạp âm ngũ hành của hai thằng này là tương xung, người ta nói là tương xung đem lại bất an trong gia đạo, cho nên là báo hiệu một năm có vẻ là không tốt đẹp lắm, có nhiều điều mà cần để ý ở trong cái gia đạo của các chị. Tuy nhiên là cái địa chi này thì còn phải xét vào cái vận niên vận hạn, cái đo sao cái tiểu cung tiểu hạn của mình, cái sao hạn nó như thế nào, nó kết hợp với nó mới tạo ra được như vậy. Như vậy thì đó là cái tử vi của cái tổng thể của cái năm 2019, năm Kỷ Hợi đối với người bính ngọ nữ mạng. Thì bây giờ mình xét kỹ thứ bên trong nó sẽ ra sao về mặt công danh và sự nghiệp á, mà đối với cái năm Kỷ Hợi 2019 á, xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận là đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có thể ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Ví dụ như cái mình đi vào thắng địa thì nó là điều tốt đẹp. Cung tiểu vận á, thì có tử phù kiếp sát, đây là những cái phá tinh khá là nặng nề. Tuy nhiên đồng cung với cung tiểu vận á, thì còn có cái ông tuần, mà như đã biết đó là tuần triệt, thì có tuần đó là hóa giải phần lớn cái phá và bại tinh. Nhưng mà triệt đó thì bại tinh hay là phúc tinh gì ông vô cũng cắt ngọn hết, ông cắt 50% hết, cho nên là tuần này thì cũng phần nào khống chế cái tử vi bị cái tử phù và kiếp sát đấy, cho nên nó sẽ giảm cái phần rối rắm. Dù sao thì cũng cần phải để ý vài chuyện bất an hao tốn, nhất là về gia đình. Hơn nữa đồng tọa cung tiểu vận còn có nguyệt đức, mà như đã biết là nguyệt đức, phúc đức, thiên đức, ha, là ba cái phúc tinh đem lại nhiều may mắn cho cái bổn mạng của người nào mà chịu sự ảnh hưởng của nó. Nguyệt đức thì nó nặng cho nữ, cho nên là có thể nói là đem lại nhiều may mắn, thậm chí nếu có nó có thể hóa giải nạn tai cho cái kiếp sát và tử phù. Như vậy thì rõ ràng là dù là có phá và bại tinh nhưng mà cũng có phúc tinh và tài tinh hóa giải ha. Hộ chiếu của cung tiểu vận thì còn có thiếu dương, thiên hỷ, thiên phúc. Đây là những cái phúc tinh. Những toan tính của các chị trong năm 2019 dù khởi đầu có gặp vài trở ngại nhưng mà sẽ được các chị giải quyết bằng sự khôn ngoan của mình, đem đến những thành công, đem lại nhiều niềm vui trong cái cuộc sống. Tuy nhiên với thiên không và cô thần cùng hội nhập thì nên cẩn trọng trong việc dùng người, nhất là những người nhỏ tuổi hơn và đặc biệt là nam ha. Chữ cô thần chỉ cho nam. Cung mệnh thì còn có nè, tử phù tiểu hao. Đây đây là hai cái này mà đi chung với nhau á, thì còn có tiểu hao đi chung với cung tử phù luôn, thì gọi là cung tặc thần. Thì người ta ai mà bị cung tặc thần chiếu mạng á, thì cần phòng mất trộm phản bội. Hợp tác làm ăn á, thường sinh ra tranh chấp, có thể bị bạn bè phản bội và những người kết hợp làm ăn từ xưa giờ, nên tránh hùng hạp với những người mới. Bên cạnh cung tặc thần á, thì như đã nói thì mình có nguyệt đức ở trên kia, nó cũng phần nào khống chế đi, nhưng mà nó sẽ không khống chế nổi cái ông tặc thần này đâu, cho nên là cần phải đề phòng nhiều điều. Vì vậy trong công việc cũng như quan hệ nên
để ý một chút xíu. Tuy là các chị vẫn là một cái người quyết định nhưng mà mình cẩn thận còn hơn ha, tại vì cái cung tật thần là rất là hay mất của. Tử vi ngoài ra thì còn có quan phủ kình dương đà la. À, đây là những cái khó khăn trở ngại các chị cũng theo đường, nếu như mà gặp cái khó khăn trở ngại ở trong cái nửa đầu năm này á, thì các chị cũng đừng có nên hành động mà lỗ mãng phi pháp, có thể gặp rắc rối pháp luật, đặc biệt là quan phủ mà đi chung với kình dương ha. Quan phủ là biết rồi ha, ngày xưa tại vì là ngày đây là tử vi thì được viết ra, được tổng hợp ra là trước cả thời của Phật giáo, có thể nói là cả 10.000 năm trước rồi, cho nên là thấy cái chữ quan phủ là biết là đi tới đâu rồi ha, tới quan đường đó. Nếu các chị mà đang làm ăn ở cái hãng xưởng hoặc là cơ quan nhà nước á, thì rõ ràng là có thể với những cái vận thế của mình á, thì có thể được đề bạt, nhưng nên cẩn thận, có rủi trong cái may được đề bạt đó sẽ có cái rủi, có thể xảy ra tình trạng rắc rối dẫn đến mất chức, trở lại cái vị trí còn thấp hơn ha. Nếu đang làm công hay hay làm thương mại á, thì rõ ràng là tránh cho người ta thiếu quá nhiều, nếu làm ăn thì phải cẩn thận, rối ren, ký tá giấy tờ thì phải cần để ý. Trong cung lưu hạn á, thì có rất là nhiều tài tinh, chứng tỏ các chị rõ ràng là có nhiều may mắn, hanh thông trong công việc làm ăn, đạt được kết quả tốt hơn 3 năm tam tai vừa qua rất là nhiều, không đáng lo về năm này về tài chính. Ngon lành ha. Còn về mặt tứ trụ á, mà xét á, thì với cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi các chị á, là gặp thiên hao và địa xung, công việc làm ăn báo hiệu nhiều trở ngại, tài lộc tương đối là không tốt đẹp với cái tứ trụ như thế này. Tình cảm gia đạo thì là không thuận lợi, thời vận tốt, tuy nhiên là gặp cái địa xung. Xét về mặt nhiều khi đó là tử vi của mình tốt nhưng mà về tứ trụ thì lại có những cái rắc rối, cho nên nói là mình phải tổng hợp xét về cái tử vi thì mình phải xét cả tử vi, đo sao tính mạng và luôn cả cái phần mà về ngũ hành nữa, chứ còn không phải như về ngũ hành thì rõ ràng là đối với các chị thì năm Kỷ Hợi 2019 là không tốt. Cái thiên thiên của cái tứ trụ là gắn nhiều với phần làm ăn, địa thì gắn nhiều với lại gia đạo, cho nên là thiên cũng giống như là thiên can và địa chi vậy đó. Thiên can là ảnh hưởng tới công việc, địa chi là ảnh hưởng tới về gia đạo. May nhờ cái vận niên thì khá tốt, cho nên là nếu các chị gọi rằng năm nay với cái nạp âm ngũ hành như thế này, về tứ trụ như thế này, thì tránh mở một cái việc mới ra làm, nên cái việc cũ mà làm đường thẳng, đường từ đó giờ mình đang đi, các chị tích lũy được thì các chị sẽ tiếp tục có được cái tiền tài nhờ vào cái tử vi của mình ha, đừng có thay đổi gì cái khác ở trong những năm này. Như vậy phối hợp về các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì rõ ràng là can kỷ năm nay thuộc âm, ngũ hành hợp thổ. Đối với các chị mà người mệnh mạng thủy á, thì có phần bất lợi. Tại sao từ thổ nó khắc thủy, cuộc sống thường gặp cái khó khăn tình cảm, về mặt tình cảm và một ít về mặt sức khỏe, mưu sự sẽ chuyện lớn sẽ khó thành, chỉ nên an phận thủ thường, sự nghiệp bảo tồn. Có thể nói đây là năm chưa phải là năm tốt đẹp hoàn hảo, đây là một năm chỉ là trung bình thôi, các chị cần quan tâm nhiều hơn về mặt gia đạo và sức khỏe. Nhìn chung là các mặt thì rõ ràng là năm Kỷ Hợi 2019 thì nhiều mặt xấu ít mặt tốt, nên gọi là an phận thủ thường, ngay thẳng mà mình làm thì vẫn có lợi nhuận, đừng vì có mà cái khởi lòng tham muốn thấy mình là thôi 3 năm vừa rồi thất bại nhiều quá, năm nay mình quất chơi lớn là không được ha. Đặc biệt là rất dễ gặp rắc rối với pháp luật.
đặc biệt trong khó khăn á, quý chị sẽ có quý nhân giúp đỡ ở trong cái năm Kỷ Hợi này, dù rằng nó là năm tứ tuần. Đối với một số sách vở viết về cái địa chi ngọ với hợi à ha, đó là về mặt công việc của các chị thì nó có nhiều điều tương đối không tốt đẹp xét về mặt tử vi và cả mặt âm ngũ hành của tứ trụ. Còn về mặt tình cảm và gia đạo thì như sau. Năm Kỷ Hợi 2019 cho biết cuộc sống cũng sẽ có một ít xao động, như đã nói thì nó là rơi vào năm tứ tiền, thua thiệt nhưng mà vẫn có nhiều cái niềm vui. Đối với các chị gái mà tuổi Bính Ngọ thường là người đứng mũi chịu sào ở trong gia đạo, tuy là các chị là nữ nhưng mà phải lãnh đạo nhiều à, hay năm nay không nên gánh vác mọi chuyện quá nhiều à, năm nay nên chia sẻ cái việc này ra, ví dụ như là mình có thể nhờ vả con cái chồng gì đó để mình cái ý kiến của mình nó tốt đẹp hơn, vì đây là năm tuy là vận niên tốt, thời thế có thể ngon nhưng mà vẫn chưa phải là năm mình có thể làm lớn được, cần cẩn trọng ha. Đối với quan hệ bạn bè thì không nên tâm sự kể lể cái chuyện mà gia đình của mình, các chị này không có cái không nhiều chị ha, nhưng mà cũng sẽ có một cái số ít các chị là hay nói kể lể cái sự bức xúc của mình trong gia đạo cho người khác nghe thì nó sẽ sinh ra rầy rà rối rắm. Đặc biệt là với cái đồng sự mà nhỏ tuổi hơn là nam thì cần phải cẩn thận hồ sơ sổ sách lời nói vì rất dễ gây phản phúc ngầm à, các chị nên nhớ là vậy ha. Gia đình thì mặc dù các chị đã khá lớn tuổi nhưng mà năm nay có cả nè Hồng Loan, Đào Hoa và Hỷ Thần cùng ở trong mệnh thì đây là những cái ngôi sao đem lại niềm vui hạnh phúc, nhưng mà của các chị thì nếu như mà nó là của gia đạo, nó nằm ở yên ở trong gia đạo thì mình không nói mày gì, các lớn tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn có nhiều người nói nhìn vô ngó ra lắm ha. Được, cho nên là cần tiết chế vấn đề quan hệ với những người nhỏ hơn, đặc biệt là khác phái rất là dễ gây rối rén trong tình cảm. Có thể là do ngộ nhận hay hiểu lầm nên không khéo xử sự sẽ gây ra cái hậu quả rất là đáng tiếc đối với cái gia đạo của các chị. Với là thiên khôi thiên việt thì con cái của các chị hoặc là cháu chắt gì đó, công việc học hành sẽ hanh thông, đem lại cái niềm vui cho các chị. Các chị cần phải khích lệ tinh thần để cho các con nó tiếp tục phát huy. Hai các chị hay khắt khe đòi hỏi cao lắm, nhưng mà đôi khi mình phải khích lệ được các con tiếp tục làm phát huy, chứ không phải là thấy bình thường có gì đâu, trong khi con cái nỗ lực hết mình để nó có được những cái danh hiệu đó. Đó là cái trạng thái của các chị ở trong cái đối với cái thiên khôi thiên việt này. Quan hệ với bạn hữu thì các chị có niềm vui nhưng mà rõ ràng với thân tộc là dễ sinh ra mất xích mích lắm, rồi thiếu thuận hòa. Các chị nên cẩn trọng lời nói và cung cách xử sự để tránh được cái rối ren phiền giận do các chị thẳng tính quá ha. Đối với các chị độc thân thì rõ ràng là với Hồng Loan, Đào Hoa ở trong mệnh thì rất có nhiều tình cảm dạt dào lắm, nhưng lại bị Kình Dương và Phi Liêm đi chung thì cái sự vui vẻ nó nhiều khi nó chỉ qua một ngày mà thay đổi chóng mặt, đem lại buồn phiền và khó chịu cho các chị, cho nên các chị cần để ý. Rồi về mặt sức khỏe của năm Kỷ Hợi 2019 thì với địa xung và sao thủy diệu chiếu mạng á, tinh thần của các chị vẫn là cái mấu chốt của vấn đề sức khỏe, không được yên ổn, nên quan tâm về các cái bệnh mà thần kinh. Các chị là hay bị đau đầu, 3 năm vừa qua thì đau đầu là phải thôi, tại vì làm ăn không có khách thuận lợi, rất là nhiều điều mà không có tốt đẹp. Còn mà về mặt bổn mạng, tuy là vào năm sinh xuất nhưng mà người bính ngọ số gọi là trường thọ khá dài, cho nên là khó chết sớm lắm nha, trừ những người mà không tích được phước
thì mình không nói được ha, gieo nhân nào gặt quả đó thôi. Và các chị thì đa phần người Bính Ngọ thì đa phần là những người rất là hiền lành, chịu khó tu nhân tích đức, cho nên em nghĩ là bổn mạng không có vấn đề gì ở trong cái năm này, chỉ có cao lắm bệnh nhẹ nhàng thì cũng nhanh qua. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn luôn cái chia sẻ luôn cái thông tin về cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các chị. Thì như đã biết thì tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần, một tháng gốc hỏa. Như vậy mệnh là thủy khắc hỏa, bổn mệnh là sinh sức của năm rồi gặp thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ, sức khỏe là cái mấu chốt của tháng này. Có vấn đề đối với tụi các chị không được khỏe lắm, dù rằng là tháng mùa xuân được nghỉ ngơi với gia đạo rồi này kia, nhưng mà rõ ràng là sức khỏe nó có vấn đề, lúc nào cũng cảm thấy không được khỏe khoắn, con người không được sung mãn. Thiên can bính thì cùng hàng thổ thì công việc và các mối quan hệ xã hội có nhiều thuận lợi khởi đầu của một cái năm. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tuất, không những đem lại may mắn cho gia đạo mà là còn đem lại may mắn cho cả công việc. Vậy là khởi đầu của năm Kỷ Hợi 2019 thì các chị chỉ cảm thấy là khó chịu ở trong người một xíu, chứ còn mọi chuyện về công việc và gia đạo là niềm vui đối với tuổi của các chị. Khởi đầu năm một khá êm đềm ha. Tiếp đến là tháng 2, tháng Đinh Mão, thì hôm nay đã là 29 tháng Giêng rồi. Chắc ngày mai là sang ngày mai ngày mốt chỉ là sang tháng 2 thôi. Thì mệnh á, cũng giống như tháng Giêng, đó là mệnh thủy, như vậy là cũng giống như tháng Giêng, bổn mạng của các chị cần phải để ý. Thiên can bính đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, không có hình hại, không có gì hết. Bính đinh thì cùng hành hỏa, cho nên công việc của tháng này tiếp tục là một cái điều không có chuyện gì mà phải nói hết. Địa chi ngọ mão tý, ngọ mão ở sát nhau gọi là biệt tự hình, nằm trong cái tứ hành xung, cho nên là gia đạo dễ sinh rối rắm, có nhiều chuyện không được hài lòng về gia đạo và con cái. Tiếp tục là tháng 3, tháng Mậu Thìn, mà tháng 3 tháng Mậu Thìn này là một tháng mộc. Như vậy tiếp tục là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, là sức khỏe phải cần cẩn trọng. Rõ ràng là với cả năm bị sinh xuất rồi bây giờ vô tháng bị sinh xuất nữa, thì các cái phúc tinh và tài tinh vì thế nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị lu mờ. Các phúc tinh và tài tinh trong tử vi như vậy thì nó sẽ tạo cơ hội cho những cái phá và bại tinh như là kiếp sát, đà la, quan phủ, hoành hành, cho nên là cần cẩn thận. Bính Mậu thiên can á, là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, như vậy là cũng không có vấn đề về công việc làm ăn. Tuy nhiên phúc tinh và tài tinh bị ảnh hưởng thì cần cẩn trọng cái việc ký tá giấy tờ hoặc chi tiêu. Địa chi Thìn Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc, cũng không có tương hợp, gia đạo cũng không phải là vấn đề đối với cái tháng này. Tiếp tục là tháng Kỷ Tỵ, một tháng gốc mộc, như cũng như tháng 3 ha, thủy sinh mộc, bản mệnh bị sinh xuất tháng y chang tháng 3, sức khỏe của các chị là cái dấu mẫu tốt cần để ý. Với cái sinh xuất cả năm và cả tháng này thì rất dễ bị cảm sổ mũi ha, mà đặc biệt là nó còn ảnh hưởng nhiều đến cái phúc tinh và tài tinh như đã nói ở tháng 3. Thiên can bính kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Thiên can chữ bính chữ kỷ, bính thì thuộc hỏa, kỷ thuộc thổ, hỏa sinh thổ là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là tháng này không ảnh hưởng về mặt tiền tài, có thể là còn có tài lộc nhưng không lớn. Địa chi Tỵ Ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Tỵ Ngọ thì cùng là hành hỏa về nạp âm ngũ hành, như vậy thì cũng giống tháng 3 tháng 4 là công việc không vấn đề ha. Địa chi thì ổn thỏa, gia đạo cũng ổn thỏa. Đến tháng 5 âm lịch, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ,
À, như vậy là mệnh. Canh ngọ là thổ mà. À, như vậy mệnh là thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu cần cẩn trọng, đặc biệt rất dễ xảy ra tai nạn. À, hai tháng, tháng 5 và tháng 6 như đã nói là hai tháng cực thổ của năm hợp thổ Kỷ Hợi 2019. Cho nên đối với người mệnh thủy thì rất không có lợi về mặt sức khỏe cũng như công việc. Thiên can là chữ bính của các chị, khắc chữ canh của canh ngọ. Thiên can tương khắc tháng gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận giấy tờ, rất dễ đáo tụng địch, rất dễ gặp quan chuyện không có rồi đi vô quan trường. Rõ ràng với cái mệnh tương khắc ha, rồi thiên can tương khắc, địa chi ngọ với ngọ là năm sinh tháng tuổi, rơi vào một cái tháng cực kỳ là khó khăn. Mình có thể nói 6 tháng đầu năm thì tháng 5 âm lịch là một tháng báo hiệu rất rất là nhiều điều khó khăn, cho nên các chị cần để ý tháng này nhiều điều. Tháng này là ngồi yên chơi cho nó qua chuyện, chứ còn nhúc nhích là chết. Em nói em nói không, có thể là bổn mạng, có thể là công việc, có thể gia đạo, ba cái này đều là xui cả, cho nên các chị cần cẩn thận. Tiếp đến là tháng 6. Tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi thì cũng giống như tháng 5, bản mệnh tháng Tân Mùi là thổ, là mệnh thổ khắc thủy, bản mệnh thương khắc kháng, cần phải để ý giống như tháng 5 ha. Về bổn mạng, thiên can chữ bính thì hợp chữ tân. Thiên can thì thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, công việc làm ăn dễ gặp thuận lợi, đặc biệt là rất dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên là nên nhớ đây là hai tháng cực thổ, rất không tốt cho người mệnh thủy. Dù là như thế nào thì nó khi các chị đã bị sinh xuất rồi, mệnh thì bị thổ nó khắc, mà hai tháng này tháng cực thổ không có tốt đẹp cho người các chị, thì các chị cần cẩn thận. Địa chi thì Mùi với Ngọ là thuộc nhóm lục hợp, thì gia đạo vẫn là tốt đẹp, ok mọi chuyện. Như vậy hy vọng với thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp thì nó sẽ phần nào khống chế cái việc mà cái mạng, cái trụ mạng, cái sự xấu của trụ mạng đem lại, không làm cho các chị rơi vào cảnh cực kỳ khó khăn và xảy ra nhiều điều không tốt đẹp. Như vậy thì em đã tổng hợp xong vận hạn của 6 tháng cuối 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị. Bính Ngọ sinh năm 1966 có nhiều điều tích cực về công việc, tuy nhiên về mặt sức khỏe thì cần cẩn trọng, cũng giống như cái cả năm em phân tích ha. Đặc biệt là cái tháng 5 các chị nhớ chú ý đừng để xảy ra chuyện xấu khó lường. Rất vui vì các chị đã chú ý đón xem. Nếu các chị xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết, để mà ứng dụng, nhất là các người tuổi Bính Ngọ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video tiếp theo về tử vi cũng như vận hạn của các tuổi. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.